Em thay gửi lời chào tới toàn thể anh em nhé. Trong clip này thì em sẽ mổ một con đẩy bãi của Tiner Max mà mã là 900 nhé, để quay cho anh em xem. Đây là một con đẩy bãi nhưng mà chia sẻ với anh em là nó nguyên bản từ cái tem rồi đi này. Đây là cái tem này là chưa bị bóc ra luôn. Đấy, nó rất là đẹp, và đây là cái con mà chưa có vệ sinh một cái gì cả. Thì em có làm một cái clip cho một bác khách. Đấy, cũng ở Hà Nội thôi. Thì em sẽ ship bằng xe ôm cho anh. Đấy, con này là 4 triệu 7 một con nhé. Và độ mới của nó thì cực kỳ mới luôn. Đây, em bây giờ em bắt đầu sẽ tháo ra cùng anh em xem cái độ mới của con này. Rất mới. Rất ít khi chúng ta có thể kiếm được những con đẩy mà nó mới được như thế này. Đấy, đẩy bãi nhưng mà nó lại còn rất mới. Tem còn chưa thèm bóc này các bạn này, các bạn nhìn tem này, nguyên bản này. Đấy, tem của Trung Quốc này. Chưa thèm bóc luôn. Và kiếm được cái con đẩy bãi mà nó còn mới thì chia sẻ với anh em là mình dùng thì thích lắm. Đấy. Dùng thì bao sướng cho các bác luôn. Đấy, mở ra máy móc còn mới con. Đấy, dùng những con này thì yêu thì thôi rồi. Đấy, và con này rất là khỏe nhé, 900W. Đấy, 900W một cây. Chỉ sứt sứt nhẹ một tí thôi. Mà giá thì rẻ. 900W mà giá có 4,7 triệu. Đấy, mà đẩy gần như mới luôn. Gần như mới cứng. Em lên một con này cho một bác ở Hoàng Mai. Đấy, cái này thì em sẽ gửi xe ôm ra cho bác bao ship 4,7 triệu tặng cho bác dây kèn nông để đi vào con vàng của bác. Đấy, tặng đầy đủ luôn. Đây này, ở đây còn cái ở giữa nữa thì anh em thấy rồi, đẩy rất là đẹp. Đây em sẽ tặng một cái dây như này, đây một cái dây kèn đông này. Đấy, bắt đầu từ vang xuống một đầu vào đẩy này. Đấy, thì đây là nguyên bản của nó này. Đấy, tặng cho anh cái dây luôn. Rồi mở cái đẩy ra thì anh em là ngỡ ngàng về cái độ chất của con đẩy này luôn. Em thì không giỏi ở cái khâu gọi là quảng cáo hoa mỹ về các thứ, nhưng mà chia sẻ với anh em này. Đấy, mở ra nó mới, nó đẹp, nó đập vào mắt các bác như thế này, đúng không? Nó đẹp như thế này cơ mà. Đấy, tất cả các linh kiện của nó rất là mới. Quạt còn chả thấy có bụi. Đây này, quạt này, nhìn này, không có bụi ở quạt luôn. Thì anh em thấy là gì? Nó quá mới. Đấy, mà giá thì lại ra bại. Đấy, linh kiện thì mới đét đẹp. Đây, quay thật chi tiết cho anh em nhìn này. Các cái bo linh kiện, nguồn dung của nó này, nguồn dung của nó thì đẹp, đẳng cấp luôn. Đấy, rất là chất rồi. Đấy là bo nguồn dung này. Đấy, còn đây là bo tụ của nó này. Tụ của nó này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 con tụ mới, con. Đấy, đẹp. Không có một cái gì để mà chê. Không tì vết luôn. Quay các hướng cho anh em nhìn. Đấy, còn về bo công suất thì con này nó dùng không nhiều sò đâu. 1, 2, 3, 4, 8 con, 8 con sò một bên nhé. Đấy, và nó có hai bo tách bạch nhau. Đây anh em nhìn này, hai bo tách bạch nhau. Và cái bo này nhìn cái đẳng cấp công nghệ xử lý của nó thì nó quá là tuyệt vời rồi. Em Thành cũng chả biết nó là mạch gì luôn. Đấy, nhưng mà đánh ra thì giải âm nó rất là đều và hay. Đấy, mỗi một cái này nó có một cái phỉ này, chả biết để làm gì nhưng mà toàn linh kiện chất lừ luôn. Đẹp. Đấy, đẹp đẳng cấp luôn. Đấy, bò rất là chất lượng. Đấy, mình cũng không, về kỹ thuật thì em nói thật là cũng không biết nhiều, nên là cũng không biết cái này để làm gì. Đấy, nhưng mà linh kiện của con này nó quá là đẳng cấp luôn. Xem nào. Rồi, đấy, linh kiện của nó này rất là đẹp. P series port và AMP PCB chả biết nó là gì, nhưng mà con này nó dạng như kiểu là cũng không biết, em chịu bán nhưng mà không biết. Đấy, cái này không phải ai cũng biết đâu các bạn, khó. Linh kiện này nó toàn là vỉ máy điện tử, mình lại không phải dân điện tử sửa chữa làm sao mà biết được, đúng không? Chỉ nhìn thấy là nó đẹp, nó chất, và chất âm của nó hay, nó khỏe. Đấy, con này là đẩy này nó thiết kế đánh những cái đôi loa bát 2 bát 40 cơ. Đấy, còn anh em bác này bác về bác chơi một đôi bát 30
Tôi một đôi bát 25 thì con này nó vã cho thì ngọt lịm luôn. Con này thì nó cũng nhiều cái hay ấy, nhưng mà cái nhược điểm của nó nhá, em phân tích này, nhất là trước nó chỉ có đèn, đèn nó rất là đẹp. Đấy, nhưng nó không có volume phía trước. Đấy. Mà con này ấy, nó lại là bất tiện cái là nó dùng volume phía sau, nhưng cái chiết áp volume của con này nó cũng là rất là đẳng cấp luôn. Đây này. Anh em nhìn cái chiết áp của nó này, cái loại này thì nó cũng chả bao giờ bị sệt sệt đâu, như cái chiết áp thường. Đấy, con này nó chiết áp này nó gần như không bị sệt sệt. Đây, phía sau đây. Này lại thiết kế phía sau. Đây này anh em này, chiết áp của nó này, nó ở phía sau này nhá. Đấy, nó gần như nó khóa, không cho kiểu là vận đi vận lại. Nó ở phía sau. Còn rắc tín hiệu vào của nó thì nó là bằng cái rắc cắm này. Đấy, cộng này, mát này, trừ này. Đấy. Dây loa của con này thì anh em nhìn là nó cũng làm rất là cầu kỳ. Nó chơi bằng cái rắc cài này. Đấy, rắc cài này nhá. Thì cực kỳ chắc. Mỗi tội là gì? Mỗi một lần tháo lắp thì nó bất tiện thôi. Nhưng đã mà cố định nó rồi thì nó cực kỳ là chắc. Không bao giờ có chuyện là tuột lỏng được với cái hệ này. Đấy. Có chế độ đánh stereo và có chế độ đánh parallel. Đấy, anh em thích đánh chế độ nào thì anh em đánh. Đấy, ví dụ đánh stereo thì anh em đánh trên đánh dưới, còn đánh parallel thì anh em đánh ở dưới. Đấy. Đấy, còn dây này. Còn dây là bây giờ ví dụ cái dây này là em mà đã chế rồi này. Đấy này. Đấu này. Dương này, âm này và mát ở giữa. Đấy. Đây này, dương này, âm này, mát ở giữa. Đấy thì cái này rút ra. Đấy và em sẽ đấu sẵn dây cho anh em về phịch và phát thôi, xong. Rất tiện. Đúng không ạ? Cực kỳ tiện luôn. Giá 4,7 triệu một con nhá. Thì ở đây em quay cho một bác khách ở Hoàng Mai là mở nguyên là nguyên tem luôn. Chưa động một cái gì cả, nguyên con bản luôn, nguyên con nhà bản luôn. Đấy, nguyên tem. 4,7 triệu. Chả bao giờ anh em mua được con đẩy mà khỏe mà 950W mà mới được như này mà giá bằng giá hàng bãi. Thậm chí như con hàng bãi mà 800-900W này nó không có cái giá dưới 5 triệu đâu, em khẳng định luôn. Nhưng mà con này thì cái lô này em nhập được khoảng 20 con, 18 con. Nên giá nó hợp lý, 900 này chỉ có khoảng tầm 8 con thôi, còn 700 thì còn nhiều. Đấy, đa phần là anh em mà mua 900 đánh hai loa thì anh em mua con này. Đấy, còn những anh em mà có một anh em mới mua là con 700 thì anh em đánh một đôi loa bát 30. Đó, rồi thì clip này em sẽ tạm thời kết thúc tại đây nhé. Hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo.